Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trả lời cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, việc thanh tra ngành điện sẽ đồng thời với thanh kiểm tra trách nhiệm của Bộ Công Thương, báo VN Express thông tin. Chiều ngày 28 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri Bùi Đức Nhược, quận Thanh Khê phản ánh giá điện tăng 3% từ tháng 5, ảnh hưởng đời sống người dân trong khi ngành điện thua lỗ kéo dài và mới đây lại đề xuất tiếp tục tăng giá tháng 9 tới. Chúng tôi đề nghị thanh kiểm tra toàn diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Nhược nói, nhưng đề xuất không nên để thanh tra Bộ Công Thương, cơ quan chủ quan, thực hiện vì không khách quan. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đồng ý kiến nghị của cử tri về việc cần phải thanh tra toàn diện ngành điện. Đây là nội dung nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu. Họp lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu vấn đề này và sắp tới sẽ làm rất nghiêm túc, ông nói. Chủ tịch nước cho biết có hai hướng thanh tra ngành điện. Hướng thứ nhất đang thanh tra kiểm tra chủ trương, trách nhiệm của Bộ Công Thương và sớm thông báo cho người dân biết. Hướng thứ hai, thanh tra Tập đoàn Điện lực. Trước mắt, Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện. Cử tri đừng lo lắng giao Bộ Công Thương thanh tra vì không khách quan, xử lý không đầy đủ hay bỏ qua. Tôi khẳng định không có chuyện đó. Nếu Bộ thực hiện không nghiêm túc, sẽ tiếp tục bị thanh tra, kiểm tra, Chủ tịch nước nói. Trước đó, triển khai chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã lập đoàn thanh tra EVN từ ngày 10 tháng 6 để làm rõ việc quản lý cung ứng điện giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Cùng với lập đoàn thanh tra, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo lập đoàn giám sát thanh tra. Quyết định này được đưa ra sau khi người dân các tỉnh thành miền Bắc trải qua nhiều ngày bị cắt điện, đối mặt nguy cơ thiếu điện hầu hết giờ trong ngày. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra. Đây là cuộc họp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 517 ngày 6 tháng 6 năm 2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Trong đó giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Dầu khí và Than. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng, vấn đề truyền tải điện, thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày, kể cả ngày nghỉ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo. Đồng thời, giao Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trực tiếp giám sát đoàn thanh tra để có kết luận chính xác, khách quan. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thay mặt Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này. Bộ trưởng lưu ý do đoàn thanh tra tiến hành công việc trong thời gian ngắn, làm việc liên tục kể cả vào các ngày nghỉ, khối lượng công việc nhiều nên cần tăng cường công tác nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu công tác. Các cán bộ tham gia đoàn thanh tra cần dành ưu tiên cao cho công việc, khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương báo cáo. Cùng với việc lập đoàn thanh tra, cũng cần tiến hành việc lập đoàn giám sát thanh tra. Yêu cầu đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày 10 tháng 6, ông Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, các cảnh báo về thiếu điện đã được đưa ra cách đây vài năm trước khi diễn ra dịch Covid-19. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, trong các báo cáo thẩm tra của cơ quan này đã chỉ rõ địa chỉ chậm tại các dự án nguồn điện do các tập đoàn EVN,
PVN và TKV triển khai đầu tư, tình trạng thiếu điện có thể diễn ra nhiều hơn nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi 6-7% như trước. Ông nhìn nhận, ông Vũ Hồng Thanh nói thêm, Quốc hội khi tổng kết nghị quyết 31 về dừng đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Ủy ban Kinh tế đã kiến nghị xem xét lại chủ trương đầu tư lĩnh vực này, bởi việc phát triển các nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo, điện gió, mặt trời vừa qua đã tác động tới nguồn cung, lưới hệ thống điện. Theo ông, nguồn điện tái tạo chỉ phát có mức độ, chiếm tỷ trọng nhất định trong tổng đầu tư, chứ không thể phát triển ồ ạt. Năng lượng tái tạo phát triển nhiều ở vùng không có phụ tải, phải truyền tải đi xa. Muốn làm vậy phải có quy hoạch, kế hoạch, chiến lược đầu tư rõ ràng. Còn đầu tư rồi không đồng bộ với truyền tải thì không được, ông Thanh nêu quan điểm. Điều này cũng được chính phủ thừa nhận khi đánh giá về phát triển nguồn điện tại quy hoạch 7 điều chỉnh. Theo đó, tổng công suất đặt nguồn điện năm 2019 là 56.000 MW, tăng lên 69.300 MW vào năm 2020 nhờ sự phát triển của điện mặt trời, gồm điện mặt trời mái nhà. Hiện miền Bắc chậm tiến độ hơn 3.000 MW nguồn nhiệt điện, miền Nam hơn 3.600 MW, nhưng lại vượt gần 14.000 MW điện mặt trời. Trong khi đó, năng lượng tái tạo là nguồn điện biến đổi, phụ thuộc thời tiết, nên lượng điện năng thấp hơn 1/3 so với các nguồn điện truyền thống như điện than. Sự phân bổ không đều nguồn điện khi tập trung quá nhiều nguồn năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời ở khu vực miền Trung, nơi có nhu cầu dùng điện thấp, và miền Nam cũng gây mất cân bằng cung cầu miền, tạo sức ép lên lưới truyền tải, gây ra hiện tượng nghẽn mạch cục bộ, phải giảm phát điện tái tạo ở một số thời điểm. Đây cũng là lý do nguồn năng lượng tái tạo vận hành nhiều, chiếm gần 27% công suất đặt toàn hệ thống điện vào cuối năm 2022 và cung ứng khoảng 15% nguồn huy động, nhưng điện tại miền Bắc vẫn thiếu. Mặt khác, một số dự án nguồn điện ở hai miền Bắc và Nam chậm tiến độ, gây nguy cơ thiếu điện và khó khăn trong vận hành do thiếu công suất nguồn dự phòng, nhất là miền Bắc đến năm 2025. Bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, đề nghị chính phủ có đánh giá toàn diện về thực hiện kế hoạch chiến lược cung cầu điện cho sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ cần có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng thiếu điện, kể cả biến đổi khí hậu hay tình thế bất thường, cực đoan khác cũng phải có giải pháp ứng phó, bà nói. Đặt trong bối cảnh thực hiện quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng sẽ có nhiều bài toán đặt ra về phát triển nguồn, lưới điện để đảm bảo cung ứng điện năng cho phát triển kinh tế xã hội, giảm phát thải ròng về không. Theo cam kết tại hội nghị COP26, chẳng hạn thủy điện không còn dư địa phát triển, điện than cũng cần giảm dần. Do đó, việc ứng xử với điện than cũng là câu chuyện phải tính. Nghị quyết 55 cam kết COP26 có cả rồi, giờ cần có kế hoạch cụ thể và nguồn tài chính để thực hiện, ông nói. Từ đầu tháng 6 tới nay, người dân Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc thường xuyên bị mất điện. Lượng điện tiêu thụ bình quân cả nước đạt gần 820 triệu kWh một ngày trong tháng 5, tăng hơn 20% so với tháng 4. Riêng Hà Nội, điện tiêu thụ bình quân tháng 5 là hơn 75,4 triệu kWh, tăng 22,5% so với tháng 4. Đến ngày 8 tháng 6, mức tiêu thụ bình quân đạt hơn 85,6 triệu kWh. Thủy điện, một trong hai nguồn điện chính cung ứng cho Hà Nội, đang sụt giảm huy động do hạn hán, các hồ thủy điện cạn nước. Theo Bộ Công Thương, hiện có 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện. Trong đó có 5 nhà máy ở miền Bắc phải dừng là Sơn La, Lai Châu, Hội Quang, Thác Bà, Tuyên Quang. Đây là lý do gây thiếu hụt công suất điện cho miền Bắc khoảng 5.000 MW. Những ngày qua, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài, đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Lượng điện cung cấp bị thiếu hụt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung ứng điện khẩn cấp, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ông Lê Văn Trung, người dân thôn Phượng Nghĩa, xã Phùng Châu, huyện Chương Mỹ chia sẻ, mấy ngày hôm nay, nhà tôi thường xuyên bị mất điện trong khi nhà tôi có 3 đứa cháu nhỏ được nghỉ hè nên gặp nhiều khó khăn. Không hiểu vì sao cứ đến giờ nấu cơm trưa là bị mất điện, khiến cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn. Người lớn còn không chịu nổi, chứ chưa nói gì đến các cháu nhỏ. Tôi mong nhà nước cần phải có giải pháp, chứ không thể nào cứ thích là cắt điện. Việc thiếu điện tôi cũng biết, gia đình cũng đã hạn chế việc tối đa dùng điện. Nhưng đơn vị điện lực cần phải xem xét việc cắt điện vào các khung giờ khác,
chứ đừng cắt vào giờ trưa để người dân còn nghỉ ngơi, để chiều còn đi làm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.